Chúa thì đời con bơ vơ lạc loài, như thấy mình lẻ loi giữa chân ai. Qua mỗi ngày con không gặp Chúa, nghĩa gì đâu tương lai tươi đẹp màu, ích gì đâu vinh hoa với sáng giàu. Qua mỗi ngày đời con không gặp Chúa thì ước mơ ươm thơ để làm chi, thì ước mơ ươm thơ để làm chi. Xin cho con gặp Chúa mỗi ngày, trong nguyện cầu trong trái tim thẳm sâu, khi tươi màu hay lúc con âu sầu, để tình yêu của Chúa trong tình Đốc chính vào đạo Chúa.
trong thánh lễ sáng hôm nay, cha giảng lễ đã chọn một đoạn phúc âm của Thánh Gioan đoạn 6 từ câu 37 đến 40 để đọc cho giáo dân nghe và cũng để cùng với giáo dân suy gẫm. Bài giảng đó là chỉ xoay quanh có một câu kinh thánh này thôi: tất cả những gì cha ta đã trao ban cho ta thì sẽ đến với ta, và những ai đến với ta, ta sẽ không khước từ họ. Đây là lễ an táng của một ông cụ già mới vào đạo Chúa. Ông đã trên 80 tuổi. Ngoài một vài người trong gia đình biết chuyện, thì chắc không mấy ai biết cụ già này đã đến với Chúa như thế nào đâu. Nói ông cụ già là người đạo mới, mà đúng là mới thật. Bởi ông chỉ mới được rửa tội chưa được 2 ngày thì đã qua đời. Còn bà cụ vợ ông mới thật là người đạo gốc, đạo dòng. Hai người đã sống với nhau từ thời son trẻ, giới phép hôn phối chuẩn khác đạo. Cách đây hơn nửa thế kỷ, bà cụ là một nữ hộ sinh trong một bệnh viện lớn có tiếng ở Hà Nội. Tuy bà là người đạo gốc, đạo dòng, nhưng mà rất ít có ai biết rõ về tông tích lý lịch của bà. May ra thì chỉ biết bà thuộc nhóm các bà đạo đức, thường hay tham gia các việc từ thiện bác ái với cái tên là bà Đốc Chính. Gọi là bà Đốc bởi ông chồng bà là Đốc Tơ, gọi theo tiếng Tây có nghĩa là bác sĩ. Bà Đốc Chính là người Công giáo nên bà giữ luật đạo khá chín chắn. Bà coi mạng sống con người là hồng ân Chúa ban, cho nên chuyện sống chết là do quyền năng Thiên Chúa quyết định. Do đó, việc phá thai dù là trực tiếp hay gián tiếp, bà vẫn coi đó là tội, lỗi luật Chúa, lỗi luật đạo. Cho nên không bao giờ bà dám làm, cũng không dám tham gia bằng bất cứ hình thức nào. Đang khi đó, mọi người trong xã hội lại coi việc phá thai là chuyện bình thường. Thích thì giữ con lại, không thích thì tẩy nó đi. Vì bà Đốc Chính không chịu theo trào lưu như mọi người, cho nên bị người ta đánh giá là duy tâm, có nghĩa là lạc hậu, có nghĩa là lỗi thời, có nghĩa là cổ lỗ sĩ. Có người còn cho bà là phản động nữa, bởi bà không chịu chấp hành theo lệnh của cấp trên. Thế là lý lịch của bà bị coi là có vấn đề. Tuy biết thế, nhưng bà Đốc Chính vẫn cứ kiên trì, vẫn giữ lập trường theo niềm tin tôn giáo của mình. Và bà vẫn biết những bất ổn trong cuộc sống đang chờ đón bà, nhưng bà vẫn chấp nhận, bà vẫn cứ tiếp tục tin tưởng, cậy trông, phó thác vào Chúa. Bà chấp nhận tất cả, miễn sao đẹp lòng Chúa là được rồi. Thế rồi, sự gì phải tới, nó đã tới. Một hôm thật bất ngờ, bà được lệnh chuyển công tác một cách đột ngột mà chẳng ai biết lý do. Tuy công tác của bà ở Bệnh viện Hà Nội vẫn đang diễn tiến thật bình thường, thật tốt đẹp. Nơi bà Đốc được lệnh thuyên chuyển về là một trạm xá ở vùng quê, xa xôi, hẻo lánh, thuộc vùng kinh tế mới, heo hút, thiếu thốn mọi sự. Bà Đốc Chính là con của một gia đình tư sản truyền thống, giàu có, tiện nghi, đầy đủ, thuộc giai cấp trung lưu ở thủ đô Hà Nội. Nay lại phải đi xa nhà, xa gia đình, xa những tiện nghi quen thuộc, phải lưu lạc nơi chốn thâm u, thuộc vùng sâu, vùng xa, với biết bao ngỡ ngàng, ngại ngùng, lo âu đủ mọi chuyện. Nhưng bà quyết tâm khăn gói lên đường, bởi bà nghĩ một người con Chúa thì không thể ngại khó, ngại khổ khi phục vụ giúp đỡ người khác. Bà nghĩ trước lạ sao quen, người ta sống được thì mình cũng sống được. Nhất là bà luôn tâm niệm đôi bàn tay Chúa dẫn con đi, tay hồng ân Chúa sẽ đưa con về.
mà đúng như vậy. Chưa được bao lâu, chỉ mới vài tuần lễ thôi, bỗng lại bất ngờ bà nhận được lệnh điều về chỗ cũ công tác tại bệnh viện Hà Nội. Trước sự ngỡ ngàng của ba người mà chẳng ai hiểu lý do tại sao, bởi nơi bà về công tác là một nơi hoàn toàn xa lạ, mà chỉ mới vài tuần lễ thì bà cũng chỉ mới tập tễnh làm quen người, làm quen việc, làm quen với chỗ ở mà thôi. Chứ nào bà đã làm được gì đâu. Vậy mà người ta lại ra lệnh điều bà về bệnh viện cũ trở lại. Mãi sau này người ta mới khám phá ra là khi bà rời khỏi bệnh viện Hà Nội thì đã có không biết bao nhiêu chuyện rắc rối phức tạp liên tiếp xảy đến, làm đau đầu các cấp lãnh đạo ở bệnh viện. Lúc đó ban lãnh đạo mới nhận ra bà chính quả là một nữ hồ sinh tài ba, có tay nghề thật cao, thật vững vàng trong công tác. Người như bà bệnh viện rất cần, có thể nói là bệnh viện không thể thiếu bà lúc này. Cuối cùng thì mọi người trong ban lãnh đạo đều nhất trí chấp nhận cho bà trở về chỗ cũ, và cũng đành phải chấp nhận cái gọi là dở hơi nơi bà, để cho mọi công việc chung của bệnh viện được ổn định, được trôi chảy hơn. Còn việc bà tin ai, bà tin cái gì, bà chủ trương sống ra sao thì mặc kệ bà. Thế là bà chính thở phào nhẹ nhõm, bởi Chúa đã vừa cất đi một thánh giá khá nặng đối với bà. Nhưng niềm vui chưa được trọn vẹn thì bỗng một thánh giá khác Chúa gửi đến cho bà, còn nặng hơn nhiều, còn vất vả hơn nhiều, còn khốn đốn hơn nhiều. Đó là vấn đề ông Đốc Chính, chồng của bà. Số là hai người mới quen nhau, ông Đốc đã biết bà chính là người Công giáo, là người đạo dòng. Nhưng vì yêu thương muốn cưới bà nên ông đành chấp nhận cho bà tiếp tục chỉ đạo. Nhưng trong lòng ông không vui chút nào. Và sự không vui này cứ lần lần được tỏ lộ ra như không thể nào đè nén được nữa. Thế là ông bắt đầu thắc mắc hạch sách bà đủ điều, đủ chuyện liên quan đến vấn đề tôn giáo, liên quan đến vấn đề bà thường đi đọc kinh xem lễ, liên quan đến vấn đề bà thường tham dự các đoàn thể rồi vắng nhà thường xuyên. Những vấn đề ông đặt ra thường rất là vô lý, nhưng bà chính chấp nhận để mua sự bình an cho gia đình. Bởi bà chính cũng đã biết bà càng mộ đạo bao nhiêu thì ông chính lại càng dị ứng bấy nhiêu, càng ác cảm với đạo bấy nhiêu. Nhất là khi ông thấy các con cứ lần lượt rửa tội theo đạo mẹ, rồi lớn lên chúng lấy chồng Công giáo lại đưa nhau đến nhà thờ làm lễ cưới nữa. Cứ mỗi một lần như vậy, ông lại cảm thấy mình bị cô đơn hơn, lại cảm thấy mình bị lạc lõng hơn ngay trong chính gia đình của ông. Tuy những dịp rửa tội hay dịp lễ cưới của các con ông đều có mặt, nhưng lòng ông vẫn không vui làm sao ấy. Ông chỉ cố gắng đè nén chịu đựng sự bực bội mà thôi. Nhiều người trong gia đình đã cảm nhận được điều đó, nhưng ai cũng hài lòng vì mọi sự đều diễn tiến một cách êm thấm tốt đẹp. Không phải ông chính thiếu tâm linh, bởi ông chính rất chân thành, rất lịch sự, rất thương người, rất nhân đạo, rất vị tha. Cụ thể là khi bà già giúp việc cho gia đình đau liệt, ông đã không nề hà đứng ra chăm sóc trực tiếp, hầu hạ tận tình suốt mấy năm liền cho đến khi bà chết. Khi bà già tắt thở, ông chính đã bỏ ra nhiều tiền, nhiều công sức để lo chuyện hậu sự cho bà rất tươm tất, mà không hề kêu ca, cũng không hề kể công, cũng không hề bắt con cháu của bà đóng góp gì hết. Bởi ông muốn đền ơn đáp nghĩa một người đã một đời tận tụy giúp việc cho gia đình mình.
về mặt này phải nói là ông rất tốt, rất tuyệt vời. Thế nhưng về chuyện đạo, ông vẫn cứ hay hệt sách bắt bẻ, gây khó khăn đủ điều đủ cách. Gần đây, trong nhà ai cũng thấy, càng ngày ông càng khó hơn, không vì một nguyên do nào khác, mà chỉ là một sự phản kháng, một sự dị ứng của ông về đạo mà thôi. Bởi, đối với ông, đạo là xúc phạm đến ông quá nhiều. Đạo đã làm cho tình cảm của ông đối với vợ và con bị tổn thương. Ông đã cảm thấy mình như bị phản bội. Tất nhiên là hai ông bà và con cái vẫn yêu thương nhau, vẫn quý trọng nhau. Nhưng riêng trong lãnh vực tôn giáo mới có dị ứng thôi. Không phải ông đốc chính không biết gì về đạo, bởi sống bên cạnh vợ con ngoan đạo lâu năm, nên ông cũng đã biết khá nhiều về đạo. Nhưng ông vẫn dị ứng về đạo. Do đó, vợ con và bạn bè, ai ai cũng đều biết tính của ông, nên chẳng bao giờ có ai dám đưa chuyện tôn giáo ra để bàn, để nói. Có lần, sau khi gặp gỡ vài linh mục, ông cũng khen, các linh mục rất là hòa đồng, rất vui vẻ, rất thông minh, đúng là những người học sâu hiểu rộng. Nhưng chỉ có thế thôi, bởi trong thâm tâm, ông vẫn dị ứng đối với đạo. Nếu bà Chính đã rất thành công trong việc cầu nguyện, trong việc truyền giáo, trong việc tông đồ ở nơi này nơi nọ, thì ngay trong chính gia đình của bà, phải nói là bà rất thất bại. Bởi bà có nói được điều gì về đạo với ông chồng đâu. Rồi những năm đất nước chia cắt, gia đình ông Đốc cũng phải bị chia đôi như bao gia đình khác. Một số đứa con lớn cùng với gia đình nó, theo làn sóng những người di cư, bỏ miền Bắc chạy vô Nam. Ông bà Đốc Chính và mấy con nhỏ thì tiếp tục ở lại miền Bắc. Sau khi thống nhất đất nước, ông bà Đốc Chính có vào Nam thăm các con mấy lần. Rồi cuối cùng, ông bà và tất cả các con cái đều đoàn tụ ở trong Nam. Nhưng chưa được bao lâu thì hai đứa con lớn có đủ tiêu chuẩn để được di cư sang Mỹ, bởi chúng là những sĩ quan chế độ cũ. Và hai ông bà cũng đã chiều theo chúng lên đường sang định cư bên Mỹ, bởi những đứa con còn lại cũng đã lớn và cũng đã yên bề gia thất. Người ta hay than phiền là người Việt có tuổi sang Mỹ thường rất buồn, mà đúng như vậy. Nhưng riêng bà cụ Chính thì không buồn, bởi nơi nào có nhà thờ, có kinh sách, có đoàn thể, có công tác từ thiện bác ái xã hội là bà đã vui rồi. Thế là ngày ngày, ông cụ Chính cứ thui thủi ở nhà một mình, rất cô đơn, rất buồn tẻ. Sự buồn chán đó có lúc đã đến tột độ, không thể nào chịu đựng nổi được nữa. Nên một hôm, ông quyết định trở về Sài Gòn để sống chung với đứa con gái út. Nhiều người thân quen thắc mắc, hai cụ cả đời gắn bó với nhau, sao đến cuối đời lại chia tay, mỗi người một phương một cõi? Hay ông đã tới nước Mỹ là thiên đàng rồi, vậy tại sao ông lại bỏ về Việt Nam? Có người còn cho ông là dở hơi. Phần ông vẫn cứ thinh lặng, chẳng nói chẳng rằng, bởi chỉ có một mình ông mới hiểu được những việc ông đang làm. Về Việt Nam, cụ Chính yếu đi trông thấy, bởi cuộc sống cứ làm cho ông nghĩ ngợi mãi, không lúc nào thoải mái. Nhiều bạn bè đến thăm, có cả các linh mục và tu sĩ nữa. Nhưng vì đã biết tính của ông, nên chẳng có ai dám đưa vấn đề tôn giáo ra để nói. Bởi lúc còn khỏe mạnh bình thường, cụ bà và các con cái đã thuyết phục còn không được, thì đến lúc này còn phiền cụ làm gì nữa. Vả lại, ai cũng sợ đưa vấn đề tôn giáo ra sẽ làm cho cụ lên tăng xong
mà đứt mạch máu. Bỗng một tối nọ, trong cơn đau đớn hầu như không thể chịu nổi, cụ thốt lên: "Chúa ơi, xin cứu con." Cô con gái giật mình cúi xuống hỏi: "Thế bố có tin Chúa không? Bố có muốn theo Chúa không?" Cụ Chính nhẹ nhẹ gật đầu, miệng thều thào trong hơi gió: "Có, bố muốn theo Chúa." Cô con gái trong lúc khẩn cấp đã vội vàng lấy nước rửa tội cho bố. Sau đó cha xứ có đến để ban những bí tích sau cùng. Ngày hôm sau, cụ Chính đã qua đời thật thanh thản, thật bình an trong tay Chúa. Cho đến lúc này, mọi người trong gia đình mới thấy lời cầu nguyện và những việc lành phúc đức của bà Đốc Chính cũng như của các con đã làm từ lâu nay mới có kết quả quá lòng mong ước. Lạy Chúa, xin cho chúng con đừng bao giờ nản lòng bỏ cuộc khi phải cầu nguyện, khi phải làm các việc từ thiện bác ái đạo đức. Bởi Chúa đã nói, ai bệnh đổ đến cùng sẽ được cứu độ. Amen. Cha tôi người Bắc Nam Tư di cư vào Nam để sống. Cha tôi không tiền một đồng nên cuộc đời lận đận lòng đau. Nhưng cha không hổ thẹn kiếp chồng, thương vợ hiền luôn cố gắng làm công, lo cho một lũ con đông. Tình cha như biển như sông. Cha ơi, cha là sức sống, là anh dương hồng trong đời con đông lại. Cha là dòng suối trong xanh cho con khát cuộc mộng lành mãi mơ. Cha thương con từ thuở âu ơ cho đến bây giờ, tình chẳng hề vơi. Lo cho con suốt một đời, tóc thời cũng trắng, da thời cũng nhăn. Bắc Nam Tư di cư vào Nam để sống. Cha tôi không tiền một đồng nên cuộc đời lận đận lòng đau. Nhưng cha không hổ thẹn kiếp chồng, thương vợ hiền luôn cố gắng làm công, lo cho một lũ con đông. Tình cha như biển như sông. Cha ơi, cha là sức sống, là anh dương hồng trong đời con đông lại. Cha là dòng suối trong xanh cho con khát uống mộng lành mãi mơ. Cha thương con từ thuở âu ơ cho đến bây giờ, tình chẳng hề vơi. Lo cho con suốt một đời, tóc thời cũng trắng, da thời cũng nhăn. Cha ơi, cha là sức sống, là anh dương hồng trong đời con đời.
dòng suối trong xanh, cho con khát uống mộng lành mãi mơ. Cha thương con từ thuở âu ơ cho đến bây giờ tình chẳng hề vơi, lo cho con suốt một đời, tóc thời cũng trắng già thời cũng nhăn, lo cho con suốt một đời, tóc thời cũng trắng già thời cũng nhăn, lo cho con suốt một đời, tóc thời cũng trắng già thời cũng nhăn, lo cho con suốt một đời, tóc thời cũng trắng già thời cũng nhăn. Khóc mẹ. Bạn thân mến, mọi người sinh ra đều từ tro bụi và rồi sẽ trở về bụi tro, cũng như mây hợp rồi tan, và không ai có thể thoát ra khỏi cái quy luật này. Nó đơn giản lắm nhưng nó cũng nghiệt ngã ghê lắm. Mẹ tôi cũng thế, mẹ tôi cũng không thể thoát ra cái vòng sinh bệnh lão tử đó. Số là mẹ tôi đau ốm liệt giường, có thể nói là đã gần 6 năm nay. Và sau nhiều lần cơn bệnh trở đi tái lại, mẹ tôi đã trút hơi thở cuối cùng. Khi mẹ tắt thở, thì việc đầu tiên là tất cả các con họp nhau lại để bàn việc đám tang cho mẹ. Mọi người đều đồng thanh nhất trí là phải tổ chức đám tang cho mẹ sao cho thật to, sao cho thật linh đình, sao cho thật rơm rã. Phải sắm cho mẹ một cổ áo quan đẹp nhất, bằng gỗ quý nhất, loại đắt tiền nhất. Nhưng mà mẹ ơi, liệu mẹ có cảm nghiệm được lòng hiếu thảo của các con đối với mẹ lúc này không? Khi mà mẹ chỉ còn là một cái xác không hồn. Nghĩ lại những ngày xưa kia khi mẹ đau ốm, các con đã có sáng kiến khoác cho mẹ một tấm ni lông lành giá thay cho quần áo bằng vải, bởi ai cũng ngại phải vất vả trong việc lau chùi, phải giặt giũ, phải tắm rửa cho mẹ. Nay khi mẹ chết thì ai cũng muốn đặt mẹ vào một cổ áo quan thật đẹp, thật đắt tiền. Bên trong áo quan lại được bọc bằng một loại vải màu hồng, thật sáng, thật sang, thật đẹp, thật ấm. Mẹ có thích không? Rồi hôm nay mẹ mất, các con kéo nhau về thật đông đủ, không thiếu vắng một ai. Nào là vòng trong vòng ngoài, dây kín chung quanh thi hài của mẹ, tất cả đều khóc lóc thảm thiết, tiếng khóc thật não nề, thật bi ai. Họ vật vã như những người sắp chết. Có đứa khóc nhiều quá đến nỗi khàn cả tiếng. Bà con lối xóm kháo láo với nhau, con cháu nhà này hiếu thảo quá. Nghĩ lại những ngày xưa kia khi mẹ đau ốm, các con cứ đụng đẩy nhau, đứa nào cũng ngại phải nuôi mẹ, cho nên cuối cùng chúng bèn phải mở một phiên họp bất thường để bốc thăm, để cắt phiên nhau nuôi mẹ. Có đứa khi đến phiên nuôi mẹ thì lại lấy cớ là phải đi thẩm mỹ viện vì đã có hẹn, để rồi suốt cả ngày hôm ấy mẹ phải tẻ lạnh một mình trong phòng. Cơm chẳng có, nước cũng không, thuốc men chẳng có ai giúp mẹ uống nữa. Bởi ai cũng tưởng là đã có cắt phiên rồi. Nhưng mà mẹ ơi, sắc đẹp là muôn năm, sắc đẹp là trên hết. Rồi khi mẹ chết, anh cả ra lệnh mổ heo giết gà nhiều thật nhiều. Không ai tiếc tiền tiếc của đối với mẹ, bởi ai cũng tuyên bố mẹ chết có một lần, cho nên phải làm cổ thật to. Nghĩ lại những ngày xưa kia khi mẹ đau ốm, có khi mẹ chỉ thèm một chén cơm canh đơn giản thôi, thế mà đâu có được.
Bởi có đứa nói, cho mẹ ăn uống ít ít thôi, kẻo mẹ lại ỉa đái nhiều, chỉ khổ công mệt xác dọn dẹp giặt giũ. Và rồi, khi tin báo tử được loan đi, bà con láng giềng khắp nơi xa gần, xếp hàng để vào phúng viếng mẹ. Nghĩ lại những ngày xưa kia, gần 6 năm trời, chứ đâu phải là ít. Khi mẹ đau ốm trên giường bệnh, mẹ thầm mong có người ngồi bên cạnh để cho bớt đi nỗi cô đơn, để có người nói chuyện cho khuây khỏa, mà nào có được đâu. Có chăng thì thỉnh thoảng cũng có một vài người đến thăm viếng hỏi han, nhưng rồi cũng lại vội vàng ra về. Bởi người ta đâu có thích thú gì khi ngồi lâu bên giường bệnh, bởi những câu chuyện bên giường bệnh cũng chỉ luẩn quẩn một vài câu chuyện được lặp đi lặp lại, đọc điệu chán ngấy. Cũng bởi vì thời kinh tế thị trường, làm gì người ta có giờ để ngồi nghe những chuyện linh tinh vớ vẩn tầm phào đó. Và cũng bởi những mùi tanh hôi khó tránh do cơn bệnh kéo dài lâu năm, người ta đâu có thích thú gì để ngồi lâu mà ngửi những mùi tanh hôi đó. Con còn nhớ có lần một đứa cháu nội lân la đến vuốt tóc mẹ và định hôn lên má mẹ nữa, nhưng mà mẹ của nó nhanh tay kéo nó giật lùi lại, rồi xa sầm nét mặt lẩm bẩm: "Con ngu quá đi, con muốn lấy bệnh hả?" Ngày mẹ mất, người ta đến phúng viếng mẹ nhiều vòng hoa vòng cườm, đủ loại, đủ kiểu, đủ cỡ, đủ màu sắc, với những hàng chữ thật lớn, thật đậm nét, thành kính phân ưu, vô cùng thương tiếc. Và các con cháu cũng thi nhau đi đặt mua những vòng hoa mang về nhiều thật nhiều. Thế là ai cũng phải trầm trồ ca ngợi: đám tang này lớn thật, đám tang này to thật. Nghĩ lại những ngày xưa kia khi mẹ còn sống, mẹ thường kể là mẹ thích hái những đóa hoa dài để cài lên mái tóc. Và mẹ cũng thường hay ra đồng với bạn bè để hái những loại hoa rừng hoa dại bên các bờ ruộng mang về dâng kính đức mẹ. Cả cuộc đời của mẹ đơn giản chỉ có thế thôi. Mà thực sự khi còn sống, mẹ chưa bao giờ được cái diễm phúc có ai tặng hoa cho mẹ. Có đoàn thể đến kính viếng mẹ cũng đọc điếu văn phân ưu. Bài điếu văn nào cũng bày tỏ những nỗi niềm thương tiếc vô hạn và hết lời ca ngợi mẹ về những công đức mẹ đã làm. Họ còn ước mong giá mà mẹ còn sống. Nhưng mà mẹ ơi, nghĩ lại những ngày xưa kia khi mẹ còn sống, người khen mẹ thì nào có mấy ai, chỉ thấy người ta phê bình, chỉ trích, chê bai, trách móc đủ thứ, kể cả con cháu nữa. Những người đang mong ước mẹ sống lại cũng chính là những người xưa kia cũng đã từng phiền trách mẹ nhiều nhất. Có lần họ đã nói ngay trong chính ngôi nhà của mẹ: sao mà bà ta không chịu chết sớm đi để cho con cháu đỡ phải khổ. Nghe những lời đó, chắc là mẹ đã từng chết đi nhiều lần ngay khi mẹ hãy còn đang sống. Bởi thấy lòng người ta sao mà vô tâm quá, sao mà nhẫn tâm quá, sao mà độc địa quá. Khi đến phúng viếng mẹ, người ta còn có thói quen để lại nhiều phong bì phong thơ nữa. Mẹ ơi, mẹ bất động nằm đó, mắt thì nhắm nghiền lại, mẹ có còn tiêu xài tiền được nữa không? Nghĩ lại những ngày xưa kia khi mẹ đau ốm, phải lo thay, phải lo chạy thuốc bao năm trời. Có nhiều lúc tiền vơi cạn kiệt, nhưng nào có mấy ai thấy để cảm thông, để ra tay hầu hiệp giúp đỡ mẹ, kể cả con cháu. Chắc mẹ cũng thông cảm cho cuộc sống khó khăn, vất vả của họ.
nhưng nỗi buồn riêng tư thật miên man, chắc mẹ cũng không thể tránh khỏi. Mẹ ơi, nghĩa tử là nghĩa tận, người ta vẫn thường nói như thế. Nhưng tại sao người ta không chịu sống tốt với nhau trong những ngày còn sống, mà cứ phải đợi đến khi chết, để rồi người ta mới biết đối xử tử tế với nhau? Tại sao người ta không biết yêu thương nhau, không biết giúp đỡ nhau trong những ngày còn sống, nhất là trong những lúc gặp khó khăn, trong những lúc cô đơn, trong những lúc đau yếu, mà lại nhất thiết phải đợi cho đến khi chết người ta mới lo phúng viếng? Lạy Chúa, xin cho chúng con trong những ngày sống ở trần gian này biết cố gắng sống tử tế với nhau, biết cố gắng trao cho nhau những nụ cười, biết tặng cho nhau những lời thăm hỏi, biết trao cho nhau những lời khích lệ, biết nói với nhau những lời động viên an ủi tích cực, biết cho nhau những chia sẻ thân thương trong tình liên đới. Kẻo đợi đến khi chết, mọi nghĩa cử yêu thương như những dòng hoa thật đẹp, như những bao thơ phúng viếng, như những bài điếu văn ca ngợi và những cử chỉ cao đẹp dành cho người chết đều sẽ trở thành vô ích, vô nghĩa mà thôi. Bởi đó chỉ là những hình thức xà giao, khoe khoang, phô trương, những thứ mà Chúa đâu có thích, mà Chúa đâu có ưa. Xin Chúa nhắc nhở cho mỗi người chúng con biết cố gắng sống tốt với nhau như lòng Chúa mong muốn. Amen. Con ơi, con ngoan nghe, xin Chúa.
màu nhiệm tình yêu. Một hôm, khi đi bách bộ trong khuôn viên nhà thờ, bỗng tôi thấy có một cuốn tập của một em học sinh nào đó để quên ở băng đá. Tôi cầm lên xem, bỗng tôi chú ý mấy dòng chữ ghi ở bìa tập như sau: Lạy Chúa, con biết yêu là đau khổ, nhưng xin cho con được khổ vì yêu. Mấy dòng chữ này bỗng làm cho tôi nhớ lại một câu nói của một nhóm bạn trẻ đã có lần trò chuyện với nhau: yêu thì khổ, không yêu thì lỗ, thà khổ còn hơn lỗ. Không biết các bạn trẻ đã hiểu như thế nào về những câu nói đó trong cái tuổi học trò, nhưng dù sao cũng cho chúng ta thấy được một sự thật này, đó là tình yêu và đau khổ có một tương quan rất mật thiết đối với nhau. Bởi không có tình yêu nào mà lại không có đau khổ, nghĩa là đau khổ luôn gắn liền với tình yêu. Chính Chúa Giêsu con Thiên Chúa cũng đã vì yêu thương nhân loại mà đã phải chuốc lấy vào thân bao khổ lụy, bao đớn đau, bao tủi nhục, bao phiền muộn. Chỉ trong 3 ngày cuối đời của Chúa thôi, chúng ta cũng đã chứng kiến biết bao thảm cảnh. Thử đọc lại bài thương khó của Chúa Giêsu, chúng ta sẽ thấy biết bao khốn khó, đớn đau, tủi nhục liên tiếp đổ xuống trên đầu Chúa Giêsu. Nào là Chúa bị một môn đệ thân cận phản bội, bán rẻ thay mình chỉ bằng giá bán một tên nô lệ. Nào là Chúa bị quân lính hung hãn, đằng đằng sát khí, vũ khí trong tay, luôn sẵn sàng trá tay bắt Chúa, và họ đã vây bắt Ngài giữa lúc đêm khuya. Họ bắt Ngài như bắt một tên tội phạm nguy hiểm. Nào là Chúa bị Phêrô chối bỏ như không bao giờ quen biết. Nào là Chúa bị lên án là đã nói phạm thường nên đáng phải chịu án tử hình. Nào là Chúa bị treo trên thập giá, thân xác và tâm hồn đã ra tan nát, thế mà người ta vẫn không chịu buông tha. Bởi dân chúng kẻ qua người lại đều thách đố nhục mạ Ngài: nếu ông là con Thiên Chúa thì Thiên Chúa sẽ cứu ông. Cả tên cướp đang bị hành hình bên Chúa cũng lên tiếng khích bác: nếu ông là con Thiên Chúa, ông hãy tự cứu ông đi, rồi cứu chúng tôi nữa. Trên đỉnh cây thập giá, người ta đã cho gắn một tấm bảng thật mỉa mai, thật bôi bác. Tấm bảng đó viết bằng 3 thứ tiếng để cho mọi người ai cũng có thể đọc được, ai cũng có thể hiểu được. Đây là vua dân Do Thái, nghĩa là vua mà như thế này đây. Phần Chúa Giêsu, Ngài đã đón nhận tất cả với tất cả lòng yêu thương của một ngôi vị Thiên Chúa. Vì yêu thương mà con Thiên Chúa đã xuống thế làm người, mang thân phận mỏng giòn của con người, hoàn toàn giống như con người, chỉ trừ tội lỗi thôi. Rồi cũng vì yêu thương chúng ta mà con Thiên Chúa đã tự ý tự nguyện đi vào cuộc khổ nạn và chấp nhận một cái chết nhục nhã thật đau thương trên thập giá. Còn chúng ta thì sao? Có đúng không, mỗi khi gặp khó gặp khổ, chúng ta thường tìm cách đùa đẩy tránh né? Có khi tệ hại hơn nữa là chúng ta lại than phiền, lại lẩm bẩm trách móc Chúa. Nếu Thiên Chúa quả là một đấng nhân từ vô cùng, thì tại sao Ngài lại để chồng tôi chết một cách thảm thương như vậy? Tại sao vợ tôi lại phải mắc bệnh nan y đến không còn đường cứu chữa? Tại sao con cái của tôi lại phải bỏ nhà ra đi? Tại sao con của tôi lại bị đuổi việc? Tại sao con của tôi lại phải mất công ăn việc làm, bởi nó là lao động chính của gia đình? Nếu Chúa yêu tôi, tại sao
lại để tôi phải chịu cảnh khổ như thế này? Bạn thân mến, nếu chúng ta hồi tâm suy nghĩ lại, chúng ta sẽ thấy những lời than phiền trách móc như vậy đâu có khác gì những lời trách móc thách thức rất phạm thường của những kẻ xưa kia đứng dưới chân thập giá. Nếu ông là con Thiên Chúa, ông hãy xuống khỏi thập giá đi xem nào. Nếu Thiên Chúa yêu thương ông, thì bây giờ hãy cứu ông đi. Nếu ông là con Thiên Chúa, thì hãy tự cứu ông đi, rồi cứu chúng tôi nữa. Nếu ông là con Thiên Chúa, thì hãy xuống khỏi thập giá đi, để chúng tôi tin nào. Phần Chúa Giêsu và mẹ Maria, chúng ta thấy các ngài phải chịu đau khổ biết chừng nào, đau khổ cả thể xác lẫn tinh thần. Về trước mẹ, Phúc Âm Thánh Luca đoạn 2 câu 35 có ghi lại một câu rất thâm thúy như sau: một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà. Còn về Chúa Giêsu, Phúc Âm Thánh Matthew đoạn 26 câu 38 cũng ghi lại như sau: linh hồn thầy buồn sầu đến nỗi có thể chết được. Dù vậy, các ngài đã không hề buông ra một lời than phiền, trách móc hay oán trách nào. Nếu có ca thán thì cũng chỉ là những lời trách yêu của một người con hiếu thảo mà thôi. Lời cha, cha bỏ con sao? Và chỗ khác Chúa nói: cha ơi, nếu có thể được thì xin tha cho con, để con khỏi phải uống chén đắng này. Nhưng đừng theo ý con, một chỉ xin vâng theo ý cha mà thôi. Xin vâng theo ý cha, đó là điều mà các bậc cha mẹ thường mong muốn nơi các con cái của mình. Hiểu biết điều đó, cho nên Chúa Giêsu và mẹ Maria cũng đã hết mình xin vâng một cách trọn vẹn, xin vâng một cách hoàn hảo, xin vâng như là một hy tế thường xuyên trong cuộc đời để làm của lễ dâng lên Thiên Chúa Cha. Bạn thân mến, nếu chỉ biết nhìn vào con người của ta, nếu chỉ biết nhìn vào các khốn khó ta đang chịu, để rồi than phiền, để rồi trách móc, thì coi chừng ta sẽ cảm thấy mình bất hạnh vô chừng, bởi ta đang thấy mình bị dồn nén tư bề, dồn nén đến nỗi như không còn lối thoát nữa. Từ đó, ta sẽ thấy mình cô đơn cùng cực, sẽ thấy mình bất hạnh thê thảm, sẽ thấy mình thất vọng ê chề, sẽ cảm thấy buồn tủi và có khi sẽ không còn thiết gì đến sống nữa. Trong những hoàn cảnh đó, thay vì nhìn vào ta, ta hãy ngước mắt nhìn lên Thánh Giá Chúa, chắc chắn ta sẽ tìm được nguồn an ủi dồi dào. Thánh Đa Minh đã quả quyết, Thánh Giá là cuốn sách luôn mở rộng, ai chịu đọc sẽ học được nơi đó những bài học quý giá. Mọi nguồn trợ lực của ta sẽ đến từ cái Thánh Giá Chúa Kitô. Các thánh ở bất cứ nơi nào, ở bất cứ thời đại nào, gần chúng ta nhất là các thánh tự đạo Việt Nam. Các ngài chính là những chứng nhân sống động nhất cho chân lý này. Các ngài đã chịu bao cực hình, đã bị tra tấn cách dã man, nào là bị bó đói rủ tù, bị voi giày, bị gông cùm, bị kìm kẹp, bị chém đầu, bị phanh thây. Thế mà khi ra pháp trường, miệng các ngài vẫn còn có thể ca hát, vẫn còn có thể ca ngợi, chúc tụng, tôn vinh Thiên Chúa. Sức mạnh nào đã khiến cho các ngài vui chịu được những cực hình đó? Phải chăng là do tình yêu phát xuất từ thập giá Chúa Kitô, một tình yêu dũng mãnh đến nỗi thác lũ cũng không thể dập tắt được, đến nỗi đại hồng thủy cũng không thể nhận chìm được? Ai đã vì Chúa mà vác Thánh Giá một cách vui lòng thì sẽ thấy Thánh Giá trở nên nhẹ nhàng. Đó chính là mầu nhiệm của tình yêu và đau khổ. Chúa đã nói: các con hãy mang lấy ích của ta
vì ách của ta thì êm ái và gánh của ta thì nhẹ nhàng. Rồi tâm hồn các con sẽ được bồi dưỡng và bình an. Lạy Chúa, xin ban ơn cho con luôn biết xây dựng và củng cố tình yêu của con đối với Chúa qua việc cố gắng chu toàn các bổn phận hàng ngày của con. Bởi Chúa đã dạy, ai muốn theo ta, hãy từ bỏ mình đi, hãy vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Lạy Chúa, xin Chúa giúp con, xin hướng dẫn con trên con đường theo Chúa. Amen.